Làm thế nào để viết được phiên âm của cả một câu tiếng Anh hay là gì một đoạn văn bản tiếng Anh và chỉ trong một click? Đấy. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta học tiếng Anh ấy, thì cái việc biết phiên âm nó sẽ giúp chúng ta biết được cái phiên âm của cái từ của câu tiếng Anh như thế nào, đúng không? Từ đó thì nó sẽ giúp chúng ta gì phát âm tiếng Anh chuẩn hơn, đúng không? Nghe cũng tốt hơn và từ đó chúng ta có thể cải thiện được cái kỹ năng nói của mình, giúp chúng ta nói có thể gì tự tin hơn. Đối với những người mà làm video về tiếng Anh ấy, để up lên các kênh như là Facebook hay là Zalo hay là TikTok hay là Instagram mà cần đến vấn đề phiên âm thì đây phải nói là một công cụ vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là nó còn hoàn toàn miễn phí. Đấy. Và ngay sau đây thì Xuân sẽ chia sẻ với mọi người về cái công cụ tuyệt vời này. Ok, let's go. Và đây là cái kết quả mà mình đã thử với cả ChatGPT và cái phần mềm chuyển phiên âm, đúng không? Thì đối với ChatGPT á, thì mình yêu cầu là gì? Hãy viết phiên âm tiếng Anh của câu hỏi sau. How to write phonetic transcription for a sentence or a paragraph in one click. Đó. Thì nó viết phiên âm chúng ta này. How to write này, đúng không? Blah, 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 blah. Đấy. Tuy nhiên mình thấy là cái ChatGPT này nó viết thì nó chưa được chuẩn xác lắm nhé. Chúng ta sẽ cùng so sánh kết quả của cái phần mềm To Phonetics. Đây. Đây là trang web, mọi người có thể đánh tên trang web này nhé. Tophonetics.com này. Đấy. Sau đó cho mọi người copy paste cái câu hỏi hay là cái nội dung mà mình muốn chuyển phiên âm, đúng không? Sau đó thì mọi người chỉ bấm vào cái show transcription ra nhé. Chỉ có trong vòng một tích tắc thôi là ok. Trong này này, chúng ta thấy luôn này, phiên âm mà người ta viết bên dưới này. Đấy. Còn đối với cả một đoạn á, thì mình đã thử test với lại ChatGPT, yêu cầu là gì? Viết phiên âm tiếng Anh cho toàn bộ nội dung sau. Lưu ý là không được tách riêng từng câu. Đấy. Mình cho nó viết cái đoạn này, mọi người quan sát kết quả này. Đó, cũng rất là tốt, đúng không? Nhìn như thế này thì cũng rất là có ích rồi, quá cũng tương đối tuyệt vời rồi, đúng không? Tuy nhiên, đối với phần mềm To Phonetics này, thì nó viết này, chúng ta sẽ nhìn thì thấy cái âm sẽ chuẩn hơn, chính xác hơn nha. Đấy, nếu chúng ta biết phần mềm, chúng ta nhìn, chúng ta quan sát thôi là sẽ thấy ngay. Đấy. Và đặc biệt chúng ta có thể nghe cái giọng này, đúng không? Đó, ok. Hoặc là gì là thay đổi giọng đó nha. Như vậy là mọi người có thể gì hoàn toàn yên tâm sử dụng cái phần mềm này để chúng ta viết phiên âm của tiếng Anh, kể cả một câu hay là gì một đoạn. Ok.